Mình cho nó ăn từng cục một thôi nha mọi người. Đừng có thả vô nhiều quá, nó ăn không hết là nó làm đục nước á. Thì cái hồ của mình nó ăn như vậy nhưng mà nước nó vẫn rất là trong. Tại vì sao? Tại vì mình xài hai cái lọc luôn. Đây là cái lọc vi sinh nè. Cái lọc này mình tự làm. Đó. Nó vừa có oxy vừa có tác dụng lọc luôn. Còn đây là cái lọc latex nha mọi người. Cái lọc này cũng rất là sạch nha. Thì mình xài hai cái lọc cho cái hồ mình nó sạch. Thì đó là những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Thì mong mọi người sẽ nuôi được con cá la hán thật là đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.